đến trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công ở Nghệ An. Mỗi bạn được gặp các bác khác nhau. Riêng em thì em may mắn thì được tiếp xúc với bác Nguyễn Văn Ba. Bác nãy bác nói là bác 67 tuổi hả bác? 69 à? Tối bác ngủ bác có bị nhức tay nhức chân không bác? Chưa 60 năm. Bác còn tập thể dục luôn. Bác còn nhớ chuyện gì kỷ niệm hồi lúc mà bác đi chiến trường không? Bác kể con nghe quá. Em còn được bác chia sẻ về những khó khăn trong quá trình chiến đấu. Có những lúc thì phải chiến đấu rất là nhiều ngày, thức ăn thì không đủ. Bao vải. Cái bao vải. Bỏ cơm. Bỏ cơm vô. Dạ. Mình làm thì ăn một tuần. Vì dành mà. Bứt cỏ nó ăn này. Dạ, đói là bứt cỏ ăn bác hả? Điều ghẹ ra điều ớ uống. Dạ. Rồi. Các nước thì tiểu uống không ạ? À? Lúc mà tham gia chiến trận á, các bác ăn từng cái lá chuối, từ cái đọt tới cái lá khô, cái lá vàng tới cái gốc, thì không có gì để ăn. Bác bị bơm. Em xin lỗi ạ. Bị đạn bắn vào đầu, bắt buộc là phải mổ ra và sao bị đạn này bị đâu đoàn đi đạo đây sao mổ là bị rách cái án này lọt vào vừa ra chào nắp chào hộp sổ lắp đạn ra từ hộp sổ lên may lại bác chạy giá được may lại đâu anh em con như gì vậy từ phần mềm tăng giá như mình dàn nhỏ như chào còn nhỏ như hạt gạo mạnh con như tinh là cái lon như hạt gạo nhiều bây giờ có lấy hết cho bác hay không lại để riêng lại không lấy à lại. Nếu mà lấy ra thì phải lấy là chết lấy là chết à do là ảnh hưởng tới não nên làm bác bị liệt dây thần kinh còn tay của bác là bị do nào chị liệt do não liệt dây thần kinh nha dạ. Bác bị não phải nên là hai chi bên trái đều bị liệt hết và ảnh hưởng tới cái giọng nói của bác. Chắc do là cảm xúc của mình thôi. Em cảm thấy thương bé rất là nhiều. Cái thời gian đi mà các bác khỏe mạnh nó rất là ít. Dạ. Mà chỉ có cái thời gian không các bác rất là ổn, rất là nặng. Dạ. Ngày hôm nay thì em đã cùng một chị y tá đến hỏi thăm và chăm sóc cho bác Cừu. Nhưng em bỏ đi thì bệnh của bác thì nhiều lắm em ạ. Hiện tại đây thì có cái ổ áp xe ở đây rất là lớn. Mà mủ ra nhiều lắm. Chắc là đau lắm chị nhỉ. Khi mà thay băng cho bác thì bác rất là đau. Nhưng mà dù bác đau nhưng mà bác vẫn cố gắng chịu đựng để vượt qua cái cơn đau đấy. Những cái vết thương này thì cứ mang theo bác đến. Nói chung là khi nào mà không còn trên đời này nữa thì hết vết thương rồi. Càng ngày sức khỏe càng yếu. Có những vấn đề mình không thể lường trước được. Những cái bác thương binh ở đấy, một tiếng đồng hồ có thể ngồi nói chuyện với các bạn. Nhưng trong đêm các bác mất khi nào cũng không biết. Chị ơi, thế nào bác là còn một người anh trai nào bác hả chị? Bác một người anh trai qua đời cách đây một tháng rồi. Qua đời cách đây một tháng rồi chị? Ngày đó thì buồn bác hay. Đừng có tình động viên nữa, sống được cái ngoài ngày đó chứ mà dân buồn được. Tao muốn về lắm nhưng mà không làm cách nào để về được. Thực sự là nghe xong đến đây thì em cảm thấy rất là đồng cảm. Vết thương của chiến tranh là vết thương còn mãi. Em cũng mong rằng là bác sẽ luôn vượt qua được những cơn đau của mình. Em cầu chúc cho bác gặp được nhiều sức khỏe. Mong một dịp nào đó em có thể được về thăm bác một lần nữa và được trò chuyện và tâm sự với bác nhiều hơn. Ngoài bác Ba thì em còn may mắn được tiếp xúc với bác Sáng. Khi mà bị như vậy thì tinh thần của bác vẫn lạc quan rồi. Dạ, lạc quan ạ. Mình phải nghĩ lại là thôi mình được rồi.
Dạ, được sống. À đấy. Bác có cái kỷ niệm nào mà xúc động không? Bác kể con nghe với. Trong chiến tranh là các cháu thế này, bọn bạn tối nay là nói chung anh em vẫn hát so đàn sáo ra luồng, nhưng mà ngày mai ra trận dạ. thì lại bạn bè mình ngã xuống ngay. Dạ. Nằm bên xác bạn bè thế cháu. Dạ. Thì mình lại cảm thấy rằng đời mình vẫn đẹp sao. Đó nè. Mình còn may mắn hơn nhiều mà. Đấy, là các cháu đấy. À. Tất cả mình thích tất cả mình còn nhiều hơn. Con chào bác. Bác ơi. Ơi bác lai bác sáng chơi chuyện. Dạ. Hai bác thường thường hay nhâm nhi với nhau đúng không? Cùng quê, cùng ở chung cùng quê, cùng ở tỉnh cả. Có nhiều lúc tôi tự anh em ra ngoài nơi thì còn đi chè đấy. Mặc dù là vết thương vẫn còn ở đó, vẫn còn rất là đau, em có cảm nhận được là hai bác có một tinh thần rất lạc quan. Đến hôm nay vậy thôi, các bác về đây cháu thấy sự mất mặt, không người nào giống người nào. Đấy, mình như này là hãy vì bác gái đấy. Thôi thì ta chia mặt, ta chia mắt, chân ta chia chân. Đấy. Bài học lớn nhất sau những ngày ở đây em cảm nhận đó chính là sự lạc quan, yêu đời và luôn luôn hướng về phía trước. Hai bác ơi, sắp tới đây thì tụi con có tổ chức một buổi lễ tri ân, thì con mong là hai bác cùng chúng con đến nghĩa trang liệt sĩ Việt Lào để thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã khuất tật. Ngay đó bác sẽ đi cùng để như thắp hương và đồng thời để cùng các cháu làm con nhiệm vụ tri ân. Đấy, cùng xin chào đấy, các cháu và sẽ hẹn gặp lại thôi. Có những câu chuyện gì qua cái lời kể của các bác làm cho tụi em rút được một bài học cho bản thân mình? Em rất là may mắn khi được tiếp xúc với ba bác, bác Nguyễn Văn Ba, bác Sáng và bác Hồng. Mỗi người thì có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng mà người để lại em ấn tượng và có cảm xúc nhiều nhất đó là bác Nguyễn Văn Ba. Trong lúc mà trò chuyện với bác thì em được bác chia sẻ, mặc dù là bác nói chuyện mình nghe rất là khó nghe, nhưng mà mình cảm nhận được là trong lúc mà bác đi kháng chiến, tinh thần của các bác rất là kiên cường ạ. Mặc dù đối mặt với rất là nhiều khó khăn, điển hình như là thức ăn thiếu và đôi lúc nước thiếu uống thì có thể là uống nước suối và có thể nhiễm độc, và có khi không có nước suối thì các bác phải tiểu ra và uống lại. Nhưng mà tinh thần của các bác thì rất là vững, vượt qua mọi khó khăn để đạt được mục đích là giành lại được độc lập cho Tổ quốc. Có vẻ cô bé là người sống rất là tình cảm hả? Như là tôi đã nói trước với Trấn Thành rồi, chắc chắn sẽ có những giọt nước mắt, sẽ có những khoảnh khắc cảm động. Nhưng một thứ mà nằm ngoài dự đoán của tôi là cái nguồn sinh lực mạnh mẽ đó lại không đến từ các thí sinh, mà các bạn chính là đối tượng thụ hưởng, hưởng lợi từ cái khí phách kiên cường, lạc quan đến hồn nhiên của chính các cựu quân nhân đó. Tập này tôi lại nhìn là chính thí sinh và chúng ta là những người vẫn còn đang tiếp tục thụ hưởng và chịu ơn của những cựu quốc nhân đó, ngay từ trong một bài học cuộc sống rất là đơn giản, rằng là tìm thấy cái sự may mắn của bản thân mình, cái ân phúc của đời sống mình trong mọi hoàn cảnh. Người quân nhân ngồi đó và không còn đôi chân nữa và nói rằng mình may mắn biết làm sao, đời mình đẹp biết làm sao, thì quả là đáng khâm phục.